Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh nha. Nay qua lễ rồi mình bán lại anh em. Cái buổi lễ này nhậu mệt quá trời. Anh em sao chứ tôi mệt. Nói chung là mình nay cũng được mớ máy nè. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin ha, số điện thoại mình 0916707404 đây nè, cũng là số Zalo ha. Mình nhắc lại những anh em mới xem kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em zin nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Thôi rồi mình vô nha. Nay mình bán là giá tốt cho anh em nha. Đấy. Này bán giá tốt. Đấy anh em, đây đầu tiên là một con vít nè anh em. Vít này giờ xài cho những anh em cho lặt vặt nhỏ nhỏ ha. Điện tử ha. Nói chung là nó có cấp độ nha, anh em dặn càng cứng vô thì nó càng mạnh nha. Đấy. Đây nè. Đấy. Rồi ok nha anh em, đây đảo chiều đây. Đấy. Đấy, đảo chiều nó đây nè. Đấy. Nhận xuống nó chạy nha anh em. Đấy, nhận xuống cái nó chạy ha. Đấy. Anh em ngưng dặn là mình đừng nhận ra là nó trở lại bình thường ha, không chạy. Cây số 1 250 nghe nha. Này là bán giá là quá ok. Số 1 250. Đấy. Cây số 2 là một cây mài đây nha. Một cây mài Kosuku ha. Quá đẹp nha anh em. Đẹp ha. Đấy. Ngon lành. Cây này điện 100V. Nó 660 W nha anh em. Lưỡi là lưỡi 100 ha. Ngoại hình em nói là quá ok ha anh em. Đấy, ngon lành ha. Chạy cực kỳ êm nha nè, quá êm ha. Đấy, vô luôn. Cây số 2 300 nha anh em. Mấy cái nồi đồng cối đá này xài biết chừng nào hư anh em. 300. Cây số 3 là một cái mài Makita nha anh em. Cây này điện 100V, nó 570W nha anh em. Lưỡi là lưỡi 100 ha. Số 3. Cái số 3 300 nha anh em. Cái số 3 300. Cái số 4 là một cây mài Boss nha anh em. Cây mài Boss ha. Cây này điện 100V, nó 600W nha anh em. 600W cũng là lưỡi 100 ha. Bớt là cũng tắt trượt nè ha. Đây.
cây số 4. Không về phụ ổng mày. Cây số 4 là 400 nghe anh em. 400. Cây số 5 đây anh em. Cây số 5 cũng là một cây bot ha. Cái này điện 100V. Cái này nó 6A đó anh em. 6A ha. 6A là gần 600W ha. Đấy, lửa cũng là lửa 100 ha. Chạy mạnh ghê nè. Cây số 5. Cây số 5 450 nghe nè. Cây số 5 450. Cây số 6 là một cây mạch khuôn nha anh em. Cây mạch khuôn Makita ha. Mạch khuôn Makita. Cây này điện 100V. Nó làm gì 21A nè anh em. 21A nó gần 200W ha. Nó mới ken luôn ha anh em. Đấy. Cái hiệu này là Sanco nè anh em. Nó có mẻ chỗ này miếng à. Đấy, Sanco ha. Mũi nó 6 ly ha anh em. 6 ly ha. Mạch khuôn ha. Ru anh em, cực kỳ đẹp luôn ha, quá đẹp, ốc bảy màu sơn này anh em, quá đẹp luôn. Đấy. Ru luôn. Cây số 6. Cây 6 400 nghìn em. Cây 6 400k. Xin cái bọc, cái bọc. Cây số 7 là một cây khò đây anh em, một cây khò. Cây này là điện 100V, nó là 1000W nha anh em, 1000W ha. Anh em muốn khò gì khò ha, khò nhiệt, khò nóng, nói chung là cái này là khò nóng đó. Anh em gì muốn khò gì khò. Đi luôn đi, chứ chưa có về tới. Nó đang giao một hàng, nó chưa về tới. Đi xa chứ. Em ơi. Anh em. Đấy, cực kỳ không? Nóng à. Nóng giọt hả anh em, rồi bay khói luôn nè anh em. Nó hai cấp nghe nè. Đấy. Cực kỳ nóng nghe nè. Gói gọn luôn ha, thấy anh em đây thấy nè, quéo ngon lành luôn ha, đấy. Vậy anh em muốn khò gì anh em khò thịt, khò này nọ, thịt cho nó vàng rồi đợi anh em khò tạo là đã anh em. Cây số 7. Cây số 7 400 nghìn anh em. Cây số 7 400k. Cây số 8 là một cây Fantaro đây nè. Cái Fantaro Hitachi ha. Cây này điện 100V. Nó 285W nha nè. Đấy. Cái này anh em muốn phan bình thường cũng được, còn anh em muốn taro thì taro ha. Nó có điều tóc đây ha.
đây nè. Đấy. Đường cấp đây nè. Giảm ha. Đấy, cấp 1 thì nó là nhúc nhích luôn này nè. Anh em thấy không? Cấp 1 nó nhúc nhích luôn ha. Anh em lên lên ha, lên, lên. Đấy. Rồi khi mình tao vô thì nó đấy, nó chạy vô nè, khoan nè anh em. Rồi khi mình minh là nó chạy nó ra. Đấy. Quá ok ha anh em. Cây số 8 400 nghìn nè, 400k. Cây số 8 400 nghìn nè. Cây số 9 là một cây nhám nè, nhám Makita ha, quá đẹp luôn nè. Đây, gà nhám nè ha. Cây này điện 100V, nó 180W nghe nè. Đấy. Kèo nhắm là ok nè. Ngon lành ha. Quá ok. Quá mạnh luôn ha. Mạnh dây hồn luôn á. Rồi. Cây số 9 400 ngàn nè. Cây số 9 400k. Cây số 10 là một con Makita đây nè. Chích Makita ha. Cây này điện 100V, nó 400W ha, có cao su rồi đầy đủ nghe nha, móc đeo có ha. Này, anh em bắn tôn bắn đòn là cực kỳ nghe nha, dây nó dài nữa nha. Đấy, dây nó cũng dài nữa nè. Điện nguồn có nghe nha, ghim vô là điện nguồn có ha. Đấy, quá ok nha. Đây đảo chiều này nha. Đấy. Bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh ha, để tóc bằng cò ha nha. Đấy. Đây, quá ok ha. Cây số 10 cây số 10 450 nghe nha, 450. Cây 11 là một cây cưa kiếm nè nha. Cây cưa kiếm ha. Cây này điện 100V. Nó 350W nha anh em, 350W ha. Đây. Cưa kiếm cũng như là cưa ngón tay đó nha. Vậy anh em muốn cắt gì cắt ha. Cắt ống trong hốc trong hẻm ha. Ống nước, ống đồ này nọ. Đây nè. Đây đều tóc là ok ha. Đấy. Anh em bớt mạnh tay mạnh ha. Bớt nhỏ chạy nhỏ, bớt mạnh chạy mạnh. Quá ok nha. Đấy, ngon lành ha. Đấy. Cây 11 cây 1 400 nha nha. Cây 11 400k ha. Cho một em cưa ngón tay ha. Cây 12 là một cái fan đây anh em. Cái fan này là cái fan đa năng nha. Cái fan đa năng nè anh em. Nó có cấp trượt, nó có fan, rồi nó có fan búa nữa nè anh em. Đấy, nó có 5 cấp trượt và một cấp fan và một cấp fan búa. Cây này điện 100V, nó 320W nha anh em. Đấy. Đây đảo chiều nè nha, đảo chiều.
Đấy. Rồi cấp được nó nè anh em. Đấy. Ha, anh em muốn tăng lên. Mặn rồi anh em cứ tăng lên ha. Ở này là mình nắm không nổi ha, còn anh em búa nữa nè anh em. Rồi đi búa nè ha. Đấy, có búa ha. Đây nó có cái búa nè. Đấy. Đó ok hết nè. Cây 12. Cây 12 350 nha anh em. Cây 12 350. Cây 13 là một cây nhắm dây nha anh em. Đây nhắm dây ha. Nhắm dây nhắm đai vậy đây anh em muốn kêu cái gì cũng được ha. Điện 100V nó 430W. Cái nhắm này nó nhắm 3 phân nha anh em. Ngon lành ha. Đấy. Con làm trên đầu ha. Tay tay cầm nồi rồi cắt trắng nè. Đấy ngon lành nhanh nè. Cái số 13. Số 13 450 nha anh em. Số 13 450 ha. Số 14 là một cây cắt nè anh em. Đây cắt có cái đế ha. Chắc có cái đế mà nó có hộp nữa ha anh em. Đấy. Thằng đưa nó có lưỡi nữa nha anh em. Cái lưỡi này không biết lưỡi cắt sắt hay lưỡi cắt gỗ gì nha anh em. Mình thấy cái này giống là lưỡi cắt sắt lắm nha. Lưỡi cắt sắt hợp kim á. Đấy. Shinawa nha anh em. Điện nó điện 100V. Nó 590W nha anh em. 590W. Lưỡi của nó là 110 nha anh em. 100 đến 110. Nó có cái đế nè, anh em muốn cắt gì cắt ha, có cái đế là anh em sử dụng. Cái 14. Nha anh em. Cái 14 400k. Đấy. Cái 15 là một cái phay đây anh em. Một cái phay. Cái phay cây này đó nó là điện 100V. Nó là 500W nha anh em. Mũi nó là mũi 8 ly nha, mũi 8 ly. Đây nó có cái cử đây nha anh em. Cử nó đây nha. Đây. Đút vô rồi mình ấy lại cử ha, có cử ha. Đấy. Có cử nè, đấy. Có cử rồi ngon lành. Makita nha anh em, đấy. Cử để ra ngoài đi. Đây, ngon lành có cử luôn nghe nè.
cây 15. Cây 15 650 ngàn nè, 650. Tiếp theo là một cái bào nha nè. Một cái bào Makita ha. Đấy, ngon lành nha anh em. Đấy. Cái này là điện 100V, nó 480W nha anh em. Lưỡi nó là lưỡi 82 ha. Lưỡi 82. Em thấy vậy là nó nói là chẳng chưa sợ nữa nha anh em. Quá ok nha anh em. Đấy, ngon lành ha. Cây 16 450 nha anh em. Nam mình bán giá phải nói là giá ok nha anh em. Bình thường bán 500, cây này 450 nha anh em. Đấy, chuyển khoản là bao ship luôn anh em. Nay mình chơi giá đẹp ha, qua lễ công nhận hôm nay chơi đẹp thiệt, 450 nha anh em. Qua lễ chơi đẹp luôn ha. Đấy, tiếp theo là cái bào Hitachi nha anh em. Đấy, cũng ngon lành ha. Anh em khỏi phải suy nghĩ ha. Giá này phải nói là quá ok. Điện 100V nó 460W, lưỡi cũng là 82 nha anh em. Đấy. Mới vừa chưa có tới còn hơi rít ha, cứ giờ tạo đầu xe nha. Mà giờ anh em vô miếng dầu nữa là phải nói là quá mượt mà luôn ha. Vô miếng dầu nữa thì thôi, ngon lành ha. Trên 17 17 450 luôn nha anh em. Đấy, 17 bơm rưỡi luôn. Tiếp theo là một cây cắt gạch lên nha. Đấy, cây cắt gạch ha. Cắt gạch Hitachi. Đây nó có lưỡi gạch sẵn nè. Cây này điện 100V. Nó bây giờ là 11.5A nè. 11.5A là nó cỡ là 1000W đó nè. Đấy, lưỡi của nó là 150 nha nha. Lưỡi của nó là 150. Đấy, ngon lành nha. Đấy. Quá ok nha anh em. Cây 18 400 nha anh em. Cây 18 400k. Cây 19 là cây móc rảnh nha anh em. Rảnh ha. Cây Hitachi ha, cây này điện 100V. Nó là 1050W nha anh em. Đường kính của nó là 221 nha, 210 ha. Đấy. Đường kính nó đây nó để cái mũi gì đây anh em? Cái này 21mm nè anh em. 21mm. 21mm là nó móc được 2/1 hay gì đó anh em. Mình cũng không làm gì này dữ ha. Thông số sao mình đọc vậy thôi. Này chắc nó móc được 2/1 nè anh em. Đấy. Để đẹp ha, ngon lành ha anh em. Đấy. Cái này nó dính than rồi anh em ơi. Than bọng nó ấy rồi. Bao cái này bao anh em chạy luôn. Bao anh em chạy luôn, cây này là bao anh em chạy luôn, bán 450 nha anh em. Mình bao anh em là ngon chạy ngon lành. Mình test nó thử rồi, giờ nó dính than thôi. Đấy, ba anh em chạy nha. Cái khò kia có bị gì không?
cứ khò mở cái Zalo lên thấy Zalo ông thầy á. 19. Cái 19 450k nè. Đấy, bao anh em là chạy nha, anh em cứ yên tâm. Đấy. 4,5 nha anh em, 19. Cái 20 là một cây. Đấy. Cây cưa Makita, cây cưa Ryobi nha anh em, điện 100V. Nó 1050W nha anh em, lưỡi của nó là 165. Lấy lưỡi 165 nha anh em. Đấy, Ryobi ha. Ngon lành ha. Đấy. Cực kỳ bốc nha anh em, quá bốc ha. Quá bốc luôn. Dây dài là ngùng ngụm nha. Dây dài quá ok nha anh em. Cây 20 400 nha anh em. Cây 20 400k. Cây 21 là một cây Makita đây nè. Dây cũng dài ngon lành ha. Makita cây này điện 100V, 1050W nha anh em. Lưỡi của nó là 180 nha anh em. Lưỡi của nó là 180. Đấy. Đang là lưỡi này, lưỡi gì là quá độc nha anh em. Lưỡi này cắt mịn anh em ghép mộng là ok đó. Hình thức em nó phải quá ok nha anh em. Ngon lành ha. Quá bốc luôn nha anh em. Quá bốc luôn nha. Mình đi ha. Em ha. Lưỡi 180 nha anh em. Cây 21. Cây này 450 nha anh em. 450 ha. Cây 21 450. Đây, tiếp theo là một cái cưa có cái thùng nữa nè anh em. Cưa có thùng luôn ha. Cây này là điện 100V, nó 1050W, lưỡi của nó là 160 nha anh em. Đây, lưỡi 160 ha. Đấy, có cái thùng này anh em muốn cắt gì cắt, nó đựng gì nó đựng nha. Nó đựng ba cái mặt cưa hay nhiều khi cắt vàng cho dướng vàng đóng nữa nè. Máy là ngon lành nha anh em. Cực kỳ ha. Đây. Quá ok hết nè. Cây 22 450 nha anh em. 22 450. Cây 23 là một cái cưa đây nha. Đây, một cái cưa Makita ha. Makita cây này điện 100V ha. Nó 1050W, lưỡi của nó là 165 nha anh em. Đây, lưỡi 165 ha. Đây, ngon lành ha. Ngon ha nè. Thật sự ha. Đấy, có đèn nha anh em, có đèn nguồn ha. Đèn dưới này có nữa nha. Đấy, có đèn ha. Có đèn sáng cho anh em ha, để có đèn ngon lành ha. Đấy. Cái 23
23 450 nha anh em. 23 450. Cái 24 là một cây cắt bàn ớt. Ớt DK đây anh em. Đây. Ớt DK ha, điện 100V nó 15A nha anh em, 1450W nè, lửa của nó là 305 nha anh em. Lửa 305 ha. Eto này nó nhẹ nhàng ha, còn đen kịnh ha. Đấy. Cho anh em sẽ quan trọng cho anh em xem ha. Đấy. Lần đây. Đấy. Lần ha. Có bao xếp không? Có bao đi. Đây nè. Đây nè. Có ok luôn nha. Đấy. Này ớt DK nha anh em, ngon lành nha. Cái này phải là cực kỳ chắc nha anh em, rất là chắc nha. Đấy. Anh em thấy cái độ xài để xài nước nước thôi nha. Ê tô này nó còn sắt này nó còn đen cảo, mung đen hết. Đấy. Cái 24. 24 này 1,2 triệu nha anh em. Đấy, 1,2 triệu nha anh em. 24. Các bạn này 1,200,000. Đấy. Nó trả lại cực kỳ VIP nha. Rồi. Tiếp mình nay có nhiều máy đó nha. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin ha. Số điện thoại mình 0916707404 nha anh em. Cũng là số Zalo ha. Đấy, anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Anh em nào đăng ký rồi thì cho mình một like anh em. Mình phải nói là cảm ơn anh em rất nhiều nha. Để anh em nhận những cái video tiếp theo dễ dàng hơn ha. Thôi chào anh em ha. Hẹn anh em ở clip sau.